Hải Bánh tâm sự về vợ đầu, ân oán giang hồ và người con gái bí ẩn. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Hải Bánh từng chia sẻ, lúc Hoàng Kim, Hải không thiếu gì đàn em, chiến hữu, tình nhân. Tuy nhiên khi Hải ngã ngựa, tất cả đều biệt tăm. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian Hải bị bắt, vợ của Hải cũng lấy chồng khác nên không còn ghé trại giam thăm Hải. Vợ lấy chồng khác, khi bản thân đi tù, Hải Bánh vẫn nói lời tử tế và nhận hết lỗi lầm về mình. Ngày 27 tháng 1 năm 2022, sau hơn 20 năm thụ án về những tội lỗi của mình gây ra, Nguyễn Tuấn Hải, biệt danh Hải Bánh, trùm giang hồ khét tiếng một thời, đã chính thức được mãn hạn tù tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thời khắc Hải Bánh bước ra khỏi cổng trại giam, nhiều người thân, anh em bạn bè đã đứng sẵn chờ đón anh. Chứng kiến khoảnh khắc này, ông trùm giang hồ ngày nào đã bật khóc vì xúc động. Không những vậy, trước cổng trại giam, khi gặp một bà cụ bán vé số, Hải Bánh đã vét sạch số tiền 1,8 triệu đồng đang có trong túi để mua tất tần tật vé số trên tay cụ bà. Theo chia sẻ từ người đăng clip, do cụ bà bán vé số khá giống với mẹ anh, song suốt quãng thời gian vừa qua, Hải Bánh lại chưa thể báo hiếu cho mẹ, nên anh đành dành số tiền 1,8 triệu đồng mà cán bộ dành tặng để đi tàu xe, mua hết vé số cho cụ bà. Có lẽ sau tất cả những sự kiện đã xảy ra với cuộc đời mình, ông trùm giang hồ Hải Bánh ngày nào đã thực sự hoàn lương. Rất nhiều lần, Hải Bánh chia sẻ, sau khi bị bắt giam, anh luôn sống trong day dứt và ân hận. Bản thân anh bây giờ đã biết yêu thương, biết khóc trước tội lỗi của mình. Trước đó, trong lần chia sẻ với báo chí, Hải Bánh từng chia sẻ, lúc Hoàng Kim, em thiếu gì đàn em, chiến hữu, tình nhân. Khi em có tiền, có thế, thì tụi nó đến với em mọi lúc, mọi nơi, chăm lo cho em từng ly, từng tí. Nhưng khi em ngã ngựa, thì cả thầy biệt dạng, cũng chẳng có gì phải buồn, vì đó là luật chơi của giang hồ. Mỗi lần được thăm gặp, cũng chỉ có những người thân yêu của mình mà thôi. Từ ngày em bị bắt, vợ em lấy chồng khác, không thấy ghé nữa. Em không giận, không trách gì cô ấy đâu. Có trách là trách mình có mà không biết giữ gìn, để rồi khi mất mới biết mình từng có. Được biết người vợ đầu của Hải tên là Nguyễn Hoàng Hà, sinh năm 1970, con nhà tử tế, chắc cũng sẽ bảo ban được thằng chồng. Vậy mà không, năm 1990, khi Hà sinh được đứa con gái, thì gã chồng lại trộm cắp, lại vào tù. Hai năm sau, năm 1992, được trả tự do, nhưng anh thợ hàn Nguyễn Tuấn Hải coi như không còn nữa. Thay vào đó là một Hải Bánh đại ca, tên tuổi khá cụm cán trong đám giang hồ. Có vợ có con, cũng coi bằng không. Hải Bánh biến mất mặt và cặp kè với Thủy Bồ, một nữ quái sinh năm 1972, bắt đầu đẩy mạnh việc tác oai tác quái, vứt chiếc mỏ hàn vớ lấy con dao hoặc cây mã tấu. Hải Bánh trở thành một tay bảo kê văn vện kiêm đại lý thuốc cho dân chơi của nhiều nhà hàng vũ trường ở thủ đô. Có tiền, có quyền, Hải Bánh bắt tay và thu phục được khá nhiều chiến binh giang hồ có số ở Hà Nội như Hải Lớ, Hải Hấp, Phát Lợn, Trường Xoan, Hưng Chùa. Trong số này thật ra cũng có một vài thằng còn bé lắm như Hưng Chùa, Nguyễn Việt Hưng hay Trường Xoan, Nguyễn Xuân Trường chẳng hạn. Nhưng mà khổ, đi về ma thì mặc áo giấy. Những thằng bé con mặt búng ra sữa ấy, theo anh Hải chỉ ít lâu cũng thành sát thủ máu lạnh như ai, từ từ thiên hạ sẽ thấy. Hải tâm sự, Tết đến em cũng buồn, nhưng ở đây rất bình yên. Hồi còn ở ngoài đời, em đâu có cái Tết nào an lành. Lúc nào cũng nơm nớp âu lo, bị các băng nhóm thanh toán, lo bị công an truy bắt. Nhiều lúc em muốn rũ bỏ tất cả, để đêm 30 được quây quần bên mâm cơm gia đình, với những người thân yêu. Nhưng chân dính bùn thì khó rửa sạch lắm. Có cái Tết em đứng cách nhà vài chục bước chân, nhưng không dám vào, chỉ lén nhìn mẹ, nhìn con trong chốc lát, rồi lẻn đi vì sợ lộ diện là bị đám ân oán giang hồ xử. Ăn Tết trong tù tuy có thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh, dẫu vui mấy nhưng buồn vẫn buồn. Nhưng với một thằng từng đứng trước nguy cơ bị pháp luật loại trừ vĩnh viễn khỏi xã hội với án tử hình như em thì quá là may mắn. Em đâu dám đòi hỏi gì hơn. Hải Bánh rực rưng, hồi bố còn sống thì ông thường xuyên đi thăm nuôi em. Năm 2006, bố mất nên mẹ và con gái em đóng vai chủ lực. Nói đến đây Hải rơi lệ, người của giang hồ ngày nào giọng chiêu nặng.
Càng ngẫm em càng thấy mình tệ lắm. Năm hết Tết đến, người ta dù bận bịu làm ăn xa tận đâu cũng đều về nhà thăm mẹ cha. Còn em thì làm chuyện ngược lại, hết bố rồi mẹ cứ liên tục ghé thăm nuôi em mỗi khi xuân về. Năm nay mẹ em chắc không vào được rồi. Mẹ em hơn 80 tuổi, ngày một yếu nên đâu thể vượt gần 2.000 cây số như những năm trước được. Dứt lời, Hải lại khóc. Người con gái bí ẩn. Nguyễn Hồng Vân, sinh năm 1989, là con gái của trùm giang hồ Hải Bánh. Thời gian Hải Bánh ở tù, Nguyễn Hồng Vân, con gái Hải Bánh, ở với bà Bánh, mẹ của Hải Bánh. Bà Bánh, mẹ Hải Bánh kể, từ lúc Hải đi tù, đều đặn mỗi năm hai lần, bà đưa bé Vân, tức Nguyễn Hồng Vân, con gái Hải Bánh, vào thăm bố. Hành trình từ Hà Nội vào Sài Gòn, rồi đến trại giam Xuân Lộc, đã quen với bà đến nỗi bà có thể tả chi tiết cảnh vật và những địa danh quanh đó. Quán nước chè ngay trước cửa nhà bà, dù cố gắng nhặt nhạnh, cũng chỉ được vài chục nghìn, đủ để hai bà cháu sống qua ngày. Vì thế, để đủ tiền trang trải cho chi phí ngày càng đắt đỏ và để tích góp tiền vào thăm con trai mỗi năm hai lần, bà Bánh đã phải dành ra mấy mét vuông mặt đường để cho người ta thuê làm cửa hàng, kiếm mỗi tháng vài ba triệu. Dù sinh ra tới 10 người con, nhưng bà Bánh vẫn không muốn dựa dẫm nhờ vào đứa nào. Một tay bà nuôi dạy cháu Vân, rồi cũng một tay bà đưa nó đi thăm bố mỗi năm. Biết công lao của mẹ vô cùng lớn, nên bất cứ lần nào bà vào gặp Hải Bánh trong trại giam, con trai bà cũng khóc và bảo rằng con bất hiếu nên mẹ phải vất vả nhiều. Thế nên nó chẳng bao giờ đòi hỏi việc chu cấp hàng tháng. Hai mẹ con nói chuyện bao giờ nó cũng tỏ ra vui vẻ và bảo trong này đủ cả, mẹ không phải lo lắng nhiều đâu. Tôi biết nó thiếu nhiều, nhưng vì thương mẹ nên đã không dám đòi hỏi. Tôi mừng vì tính nó ngày càng đằm hơn. Buồn rầu khi nhắc về Hải Bánh, nhưng khi chúng tôi hỏi bà Bánh về Vân thì giọng bà trở nên khí thế và phấn chấn hẳn lên. Con bé Vân nó ngoan lắm, tính tình hiền hậu, lại rất biết thương bà. Bố mẹ nó bỏ nhau từ khi nó mới 13 tháng tuổi. Kể từ đó tôi nuôi nó, hai bà cháu nương tựa vào nhau. Bà Bánh nhớ lại khi Hải Bánh bị bắt, bé Vân, tức Nguyễn Hồng Vân, con gái Hải Bánh, đến trường người ta cứ chỉ trò trò. Một đứa bé 12 tuổi bỗng trở thành tâm điểm của mọi người một cách bất đắc dĩ, khiến Vân buồn lắm. Về nhà Vân trở nên lầm lì, ít nói. Nếu như nhiều đứa khác chắc có lẽ Vân đã nghỉ học vì cảm thấy bị áp lực từ nhiều phía. Không chỉ nhiều phụ huynh của các bạn cùng lớp, thậm chí là cùng trường đã ngăn cấm con của họ chơi với Vân chỉ bởi vì nó là con của Hải Bánh, bố nào con nấy, cứ tránh cho nó lành. Suốt một thời gian dài Vân cứ lầm lũi đến trường, rồi lại lầm lũi về nhà như một cái bóng. Nhìn đứa cháu gái như con sâu thu mình trong vỏ kén, khiến bà Bánh rất đau lòng. Dù rằng Vân là con gái, và khi ấy Vân còn là một đứa trẻ, nhưng chưa từng bao giờ kể từ khi bố bị bắt, Vân khóc trước mặt bà và những người thân. Đến bây giờ, bà Bánh vẫn không thể hiểu nổi vì sao con bé lại cứng rắn đến thế. Trước đó, khi Hải Bánh chưa bị bắt, tuy thiếu vắng tình yêu thương của mẹ, nhưng Vân, tức Nguyễn Hồng Vân, con gái Hải Bánh, được bố và cả nhà chiều như một công chúa nhỏ. Thằng Hải nó yêu con gái nó lắm, trong mắt nó con gái là xinh nhất. Mỗi dịp sinh nhật, Hải vẫn thường rủ con bé Vân đi mua bánh gato và chọn cho con bé những món quà mà nó thích. Rồi Hải tự tay chuẩn bị mọi thứ để làm tiệc sinh nhật cho con. Sau này khi bố nó bị bắt, dù gia đình tôi động viên và nhiều lần thuyết phục làm sinh nhật cho con bé, nhưng nó nhất quyết không đồng ý. Nó bảo không có bố thì sinh nhật chẳng còn ý nghĩa gì. Dù bình thường thằng Hải đi suốt, không có nhiều thời gian ở bên con gái, nhưng chả hiểu sao hai bố con nó quấn quýt với nhau lắm. Trong lòng con bé Vân, bố nó luôn là số một. Khi còn trong tù thì Hải Bánh tâm sự rằng, ngày em mặc áo tù, con bé mới ngoài 13 tuổi. Bây giờ cháu bước sang tuổi 18 rồi, em đã gây nhiều nỗi đau cho gia đình và con bé. Sống vô trách nhiệm với con, nhưng nó chưa bao giờ oán trách bố, không bao giờ lấy đó làm buồn. Tình yêu thương của mẹ và con là động lực giúp em gắng sống. Cháu đã tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng không học tiếp nữa, mà học trang điểm. Em biết con bé học khá, nhưng sở dĩ cháu không học lên vì muốn gần gũi chăm sóc, phụ bà bán quán. Bao năm qua mẹ em vẫn bán trà nước,
ở trước hiên nhà bà Sáu Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quán trà nhỏ ấy đã góp phần nuôi lớn 10 anh chị em, hai là con thứ 6 trong gia đình lớn lên. Nếu em nghe lời bố mẹ thì đâu có kết cục như ngày hôm nay. Người của giang hồ lúc quay đầu về nẻo thiện, ăn năn. Trên đời này chắc không có người cha nào tồi như em. Con trẻ đứa nào cũng cần mái ấm gia đình, cần có sự dưỡng dục, bao bọc, che chở của mẹ cha. Đằng này, em không những không làm được điều đó, mà còn để con phải nhọc sức, khổ tâm vì mình. Được biết hiện tại, con gái Hải Bánh đang là một doanh nhân khá thành công tại Hà Nội, khi sở hữu rất nhiều cửa hàng thời trang. Hải tâm sự, trong thời gian thi hành án, ngộ được nhiều điều. Cuối cùng thì mình phải trả giá cho hành vi sai trái. Cuối cùng cũng chỉ mình và những người thân yêu chịu khổ mà thôi. Hải nhờ truyền lời đến con gái với những ngôn từ chiếu nặng tâm can. Mong con gái giúp bố chăm bà và luôn lấy bài học của bố làm hành trang bước vào đời. Trong quá trình trò chuyện với chúng tôi, phạm nhân Nguyễn Văn Hải nhiều lần kéo vạt áo cố che lấp những hình xăm chẳng chịt, quái đản với đủ thứ rồng rắn, dao búa, máu me, hiện diện toàn thân. Hải lý giải, em đã gây ra nhiều tội lỗi, vào tù là để nhìn lại mình, để tu dưỡng chứ không ôm mộng làm đại ca, giang hồ gì đâu. Những hình xăm này em xăm lúc vào tù, khi ra trại. Vui em xăm, buồn em xăm. Lập được chiến tích nào đó, em cũng xăm. Ngày trước em tự hào với những hình xăm này bao nhiêu, thì nay ngượng ngùng, mặc cảm bấy nhiêu. Nó như bóng ma, bám giết lấy em trên bước đường làm lại cuộc đời. Trưa ngày 27 tháng 1, nói về Hải Bánh, Đại tá Thái Duy Hồng, giám thị trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, trong thời gian thụ án, Hải rất ân hận về những tội mà bản thân đã gây ra và nhiều năm liền cải tạo tốt nên sớm được trở về cuộc sống bình thường. Ngoài ra một cán bộ khác tại trại giam Xuân Lộc cũng từng chia sẻ, trong thời gian trong tù, Hải Bánh tham gia đóng góp rất nhiệt tình nhiều hoạt động biểu diễn, chương trình văn nghệ trong trại giam để cùng giúp các phạm nhân khác cải tạo tốt. Thời điểm Hải Bánh thụ án trong tù, Hải cũng từng chia sẻ với báo chí rằng, nhiều lúc nằm trong trại giam, nghĩ lại tất cả những điều gì mình đã làm trước đây, mọi thứ như cuốn phim hiển hiện trong đầu tôi, không thiếu một chi tiết nào. Những lúc như vậy, tôi không nghĩ ai có lỗi với mình, mà chỉ thấy dằn vặt sao mình lại làm như vậy. Họ cũng là con người mà mình lại chém, lại giết. Ở trong này, cái quý giá nhất của một con người không phạm nhân nào có, đó là tự do. Vậy tại sao mình còn phải chà đạp lên nhau nữa để làm gì? Trên đây là video Hải Bánh tâm sự về vợ đầu, ân oán giang hồ và người con gái bí ẩn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.